Chào mọi người, chào người đấu trở lại kênh HBK Gaming của mình Thì trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng hai cái app hoàn toàn miễn phí Để anh em chuyển vùng sang Trung Quốc Giúp anh em giảm lắc và giảm binh đỡ khi chơi tất cả các game Trung Quốc ha Thì lúc trước mình cũng làm một cái video giới thiệu cho anh em một vài app rồi Thì thấy các bạn đánh giá rất là tốt Tuy nhiên vẫn có một số bạn uh, xài không được tốt lắm ha Thì uh, nói chung app ấy, nó còn phụ thuộc vào mạng và điện thoại của anh em nữa vì thế hôm nay mình sẽ làm thêm cho anh em hai cái app để anh em có thêm sự lựa chọn ha anh em xem thử điện thoại mình phù hợp với app nào thì sử dụng thôi ha thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em cái app đầu tiên và anh em lưu ý nha mình sẽ hướng dẫn chi tiết trên android và chi tiết trên ios luôn để anh em nào xài hệ điều hành nào thì cứ xem nha cố gắng xem hết video để hiểu nha mọi người rồi ok rồi app đầu tiên có tên là xe game booster nha mọi người thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nào xài android trước ios thì mình sẽ hướng dẫn sau nha rồi anh em nào xài Android á, thì anh em bấm vào link dưới phần mô tả của mình nha, có cái link rồi anh em copy cái link đó, anh em vào phần trình duyệt của điện thoại anh em, đây, thì nó sẽ hiện lên cái web như thế này, đấy, và anh em bấm vào nút xanh để tải cái file apk của cái app này về thôi ha, đấy, ok, sau khi tải xong nè, anh em bấm mở lên và cài đặt thôi, đấy, rồi, ok, xong mọi người, mình đã cài đặt xong rồi nè, đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng nha đây anh em bấm vô về cách sử dụng á thì nói chung android với ios nó cũng tương tự thôi đấy nhưng mà mình sẽ hướng dẫn đầy đủ luôn à, giờ mình sẽ hướng dẫn android trước nè rồi anh em vào thì anh em cứ bấm bật thông báo ok hết cho phép hết cho mình đây mới vô thấy có game luôn nè thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em tạo tài khoản trước nha anh em bấm vào bên phần bên đây rồi anh em bấm vô À, thì anh em có thể đăng nhập bằng tài khoản Wii hoặc là WeChat nè nếu anh em có, còn không á, thì anh em cứ đăng nhập bằng số điện thoại thôi. Anh em bấm vô đây. Tìm Việt Nam ha. Tìm mã vùng 84 Việt Nam đây. Rồi mọi người nhập số điện thoại vào nha. Đây. Rồi à, sau khi nhập số điện thoại xong á thì anh em bấm vào dấu tích dưới đây nha. Đấy, tích vô đây cái xong anh em bấm vào nút xanh để nó sẽ gửi cái mã về cho anh em. Đây, ok anh em kéo cái xác minh này vô cái Xong Đây, nó sẽ gửi mã cho anh em ha Đấy, anh em lấy điện thoại ra và đợi nó gửi cái mã thôi Ok, nó đã gửi mã cho mình 3206 Ok Rồi, mình đã có tài khoản rồi nha anh em Đấy Ok, thì anh em nào mới tạo tài khoản á Thì nó sẽ cho anh em một uh, giờ xài VIP nha Đấy, và sau khi xài VIP xong á Thì nó sẽ bắt anh em uh, nạp này kia Nhưng mà anh em cứ bấm bỏ qua, anh em bấm không nạp Đấy, anh em cứ bấm không nạp, anh em cứ xài miễn phí thôi. Đấy, mình đã test miễn phí 7 ngày rồi, lúc nào mượn nha. Xài miễn phí vẫn mượt mà. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng nha. Rồi anh em thấy đây có game luôn nè. Còn trường hợp anh em không thấy game á thì anh em bấm lên đây. Rồi anh em gõ cái tên game tiếng Trung Quốc ra ha. Đây, đó, sẽ ra game luôn nha. Nhưng mà anh em yên tâm, lúc nào nó cũng có cái game ở phía trên nè. Trường hợp nào anh em nào xui mà không có thì anh em cứ tìm là ra thôi. Rồi, anh em bấm vô đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách bật nè đấy nó hiện ra đang kêu nạp này kia nè anh em cứ anh em đừng có nạp anh em cứ bấm tích dưới đây cái nè tích ô nhỏ cái đây rồi anh em bấm vào nút xanh cứ tiếp tục thôi rồi anh em bấm ok đó nó đã bật rồi chúng ta bật nè rồi đợi thôi rồi vào game và chơi thôi rất là mượt mà nha anh em xài miễn phí hết vip xài miễn phí vẫn được nha đấy anh em yên tâm rồi đây thấy không nó đang chạy nè rồi anh em vào game và chơi thôi nha mọi người đấy còn muốn tắt á, thì anh em cũng vào lại app Đây, vào lại app Đây, vào lại app Xong, anh em thấy nè, đây chỗ game nè Anh em bấm vào game và anh em bấm dưới đây tắt thôi Rồi bấm shop nè Đó, stop <laughs> Rồi, đó, đã tắt đó Rồi lần sau anh em cũng muốn bật vô thì anh em cũng vô anh em bật lại vậy thôi Đấy, Đấy ok ha Nếu mà trường hợp anh em xài hết VIP rồi á Nó sẽ hiện lên một cái bảng kêu anh em nạp Anh em bấm bỏ qua, anh em bấm xài miễn phí á anh em cứ bấm tiếp tục xài miễn phí ở dưới đừng có bấm nạp nha, xài miễn phí uh, lúc nào cũng pin uh, lúc nào cũng xanh luôn vàng luôn mình đã test hơn 7 ngày rồi nên em yên tâm nha rồi ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nào xài iOS thôi iOS thì cũng tương tự thôi iOS đó, thì anh em cứ lên App Store và anh em gọi xe uh, Game Potter là nó sẽ ra thôi ha đấy, anh em không cần phải chuyển vùng sang Trung Quốc hay là bất cứ đâu nha đấy, anh em cứ lên App Store gõ là ra thôi đây xe Game Potter và giờ anh em bấm tải về thôi đấy sau khi tải xong thì anh em cứ vào app và anh em sử dụng giống như Android thôi Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn chi tiết luôn nha Đấy, Mình sẽ làm lại luôn cho anh em dễ hiểu luôn Rồi giờ mình sẽ vào app Ok anh em bấm cho phép hết cho mình nha Đấy cho phép cho phép à, Về đăng ký tài khoản cái app uh, uh, XE này trên iOS á, thì sẽ có đăng nhập thêm bằng ID Apple nha anh em Đấy nếu mà anh em nào mà không có số điện thoại anh em có thể đăng nhập bằng ID Apple cũng được rồi anh em qua bên một bên đây Anh em bấm vô ha Đấy anh em thấy không Đó, Chỗ 86 này anh bấm vô Chọn số điện thoại vùng 84 Việt Nam thôi Anh em kéo xuống dưới nè Dưới cùng á Rồi anh em nhập số điện thoại anh em vô ha Anh em nhớ tích thêm ô dưới đây nha Anh em nhớ tích vô họ là mình sẽ đăng nhập bằng ID Apple cho nhanh nha Đó xong rồi mà đó vào thôi và anh em cũng sử dụng giống như trên Android giống nãy thôi ha Đây, app ID Apple luôn á, tài khoản ID Apple luôn đó. Đây, anh em cũng có thể tìm kiếm game nè, nếu mà không thấy game nha. À, hình như trên iOS á, anh em sẽ không thấy game ở bài trang chủ đâu, anh em cần phải tìm kiếm nha. Đấy thì anh em cứ bấm vào một game, rồi anh em gõ ở, trên đây, tên game tiếng Trung Quốc ha, thì nó sẽ ra thôi. Đây, mình sẽ tìm cho mọi người xem nè. Rồi, thấy chưa, anh em dán vô nè, sẽ thấy game luôn nè. Rồi, anh em bấm vào nút xanh và bắt đầu trải nghiệm thôi. Đấy. Ok, Đấy, nó chạy trăm phần trăm và thành công Đấy, nếu mà trường hợp nó cũng hiện lên bắt nạp tiền này kia thì anh em cứ tích vô dưới đây và anh em bấm nút xanh tiếp tục thôi anh em đừng quan tâm anh em xài miễn phí cho mình miễn phí rất là mượn nha không sao hết rồi anh em cứ bấm cho phép cho phép hết rồi ok rồi đợi trăm phần trăm và anh em vào game trải nghiệm thôi nha rồi đấy là app đầu tiên rồi mọi người thấy không đó đang chạy nè thì muốn ngưng thì anh em cũng vào anh em bấm vô lại là tắt thôi rồi, tiếp theo app thứ hai nha mọi người thì app thứ hai này có tên là Linchina ha, link CN đó mọi người. Đấy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nào xài Android ha. Android á thì anh em cứ việc lên CH Play và anh em gõ nè. Đó, LinCN là nó sẽ ra thôi đây mọi người. Rồi anh em bấm vào và tải về thôi. Đấy. Ok Rồi, tải về xong anh em mở lên thôi, anh em bấm đồng ý nút đỏ bên đây. Rồi anh em vào thì anh em có thể đăng nhập bằng WeChat ha nếu mà anh em không có thì anh em cứ đăng bấm dưới đây à, anh em bấm dưới đây để đăng nhập bằng số điện thoại nha đấy ok rồi anh em chọn ngôn ngữ tiếng Anh bấm lại nè đấy rồi nó hiện lên số điện thoại nè rồi anh em thấy 84 tư không thì anh em nhập số điện thoại anh em vô thôi ha này rồi tiếp tục anh em bấm SMS code nè nó sẽ gửi mã code về cho anh em rồi đợi tí ha anh em uh, bấm uh, bảo mật ok Okay, bấm theo chữ nào đây Cái bảo mật gì mà nó khó thế Rồi rồi anh em kéo qua đây Đấy ok Rồi nó đang gửi tin nhắn về đó nè Anh em đợi thôi ha Rồi nó đã gửi mã code cho mình Rồi 8197 Rồi anh em bấm đăng nhập thôi Ok Đây Đấy thì app này nó sẽ cho anh em uh, gì? 3 ngày VIP nha anh em sau 3 ngày anh em sử dụng uh, sau 3 ngày á uh, thì anh em uh, nó sẽ cho anh em hai lựa chọn, một là anh em nạp tiền, hai là anh em xem quảng cáo thì nó sẽ tặng cho anh em một tiếng uh, miễn phí ha. Đấy, xài xong một tiếng đó thì anh em cứ uh, vô xem một cái quảng cáo 30 giây rồi nó sẽ tặng thêm cho anh em một tiếng. Đó, cứ vậy thôi. Nói chung vậy là cũng là miễn phí rồi mọi người. Đấy. Rồi cách sử dụng uh, thì cũng rất đơn giản nha. Đây đây. Đây, ok anh em bấm vào đây, anh em thấy cái nút không? Đó, rồi anh em bấm Nút này vô rồi anh em bấm OK Rồi nó sẽ bật thôi Rồi anh em vào game và chơi thôi ha Này giống như app chim xanh gì mọi người Rất là đơn giản ha Đợi tí nó chạy Chờ nó chạy thành công nha Đó nó hiện số đếm nè Đó là anh em vô và chơi thôi Đấy rất là mượt nha Rồi anh em muốn tắt thì anh em chơi xong Anh em muốn tắt thì anh em bấm đây Đây OK Rồi OK sẵn đây mình sẽ hướng dẫn anh em trường hợp Nếu mà uh, nó tặng cho mình 3 ngày VIP hết rồi nè Đấy thì ngày hôm nay là hết rồi nha mọi người Đây anh em có thấy thấy số không Đấy Hôm nay là ngày hai mươi mấy rồi Đó, Sắp qua tháng 7 rồi Mà cái này của mình là nó ghi tới nè Ngày 19 tháng 6 là đã hết hạn viết gói VIP rồi ha Bây giờ mình đang xài gói miễn phí Đấy giờ mình sẽ bấm vô xài sử dụng nè Bấm vô thì nó sẽ hiện lên hai cái này ha Đấy Cái đầu tiên á, là anh em bấm vô là sẽ nạp Đấy nhưng mà anh em không cần phải nạp Anh em bấm vô đây và anh em bấm ở dưới nè Bấm dưới đây Đấy, thì nó sẽ hiện xem quảng cáo như thế này Trong 30 giây thôi Rồi, sau khi xem xong quảng cáo ấy, Thì anh em bấm dấu x trên đây nè Đó, 30 giây thôi Đấy, mọi người ha Chúc mừng bạn đã được thêm 30 phút trải nghiệm miễn phí Đấy, thì anh em cứ bấm OK xác nhận thôi Và đợi nó bật lên thôi ha Đấy, rồi cứ anh em vô anh em đánh hết á Cái này thì hơi cực một tí ha Đó, không bằng app y Đấy, xong ha Nó cho anh em bao nhiêu phút anh em xài nè Đấy, nó hiện giờ đã đã bật rồi nè mọi người Rồi, nói chung anh em vô anh đánh vài trận hết 30 phút Anh em ra anh em xem quảng cáo 30 giây Mình tiếp tục cho anh em 30 phút thôi Đấy, anh em cứ xài vậy thôi ha Rồi, anh em muốn tạm ngưng á Thì anh em cứ việc bấm vô Rồi, nó sẽ tắt thôi Đấy, rồi Tiếp tục anh em nào xài iOS thì xem nha Đối với iOS, iPhone á Thì anh em cứ việc lên App Store Và anh em gõ link CN là sẽ ra thôi Đây, nói chung giống như Android thôi Mình kỹ mình làm riêng iOS và Android cho mọi người xem thôi chứ nói chung nó cũng giống hệt nhau anh em à. rồi anh em bấm và tải về thôi. OK. Rồi sau khi mà tải xong á thì anh em cứ mở app lên ha. Rồi anh em vào app cho mình. Đấy. Rồi anh em cứ bấm cho phép cho phép hết cho mình, không có sao hết nha. Đấy. Nó cứ hiện gì anh em cứ cho phép rồi anh em bấm vào nút đỏ. Rồi OK. Anh em chọn ngôn ngữ nha, anh em chọn ngôn ngữ gì cũng được hết á. Rồi tại đây sẽ có hai mục nha. Mục đầu tiên á là sẽ đăng ký bằng tài khoản khách, anh em chỉ vào và bọc thôi. Còn ở dưới á, sẽ đăng ký bằng số điện thoại nha. Đó, giống như Android nãy đó. Rồi anh em cứ nhập số điện thoại anh em vô ha. Đó, số điện thoại anh em bao nhiêu số thì anh em nhập vô hết nha. 097 hay gì đó anh em cứ nhập 097 vô hết. Rồi anh em đợi nó gửi cái mã code về, rồi anh em cứ nhập mã code vô là xong. Đó, giống như Android nãy ha. Rồi bây giờ mình sẽ đăng ký tài khoản khách nè ở trên nè. Anh em bấm nói chung anh em cứ vô thì anh em tạo tài khoản cũng được không anh em làm hiến á thì anh em cứ đăng ký tài khoản khách ở trên ha. Rồi, đây xong. Đó giờ hiện tại nè, nó sẽ cho mình trải nghiệm trong vòng 3 ngày nha. Đấy, nếu hết 3 ngày thì tiếp tục anh em cứ xem quảng cáo giống như Android Android hồi nãy thôi. Đó, rồi. Ok, giờ anh em sẽ bấm qua bên uh, uh, cách sử dụng á thì anh em cũng tương tự thôi. Đấy, anh em bấm qua nút Home bên đây. Rồi, anh em thấy cái nút nguồn à? rồi anh em bấm vô thôi. Ok anh em bấm cho phép cho phép hết nha. Ok anh em bấm bật cho phép hết. Rồi nó sẽ chạy nè thấy không? Đấy, ok. Đây nó chạy xong nó hiện số là thành công. Rồi, ok, thành công. Rồi anh em vào game và chơi thôi nha. Rồi, ok, rất đơn giản. Thì vừa rồi mình giới thiệu cho anh em hai app mới nữa. Thì anh em cứ tải và trải nghiệm xem thử điện thoại mình, mạng nhà mình phù hợp với app nào thì anh em sử dụng ha. Ok, anh em nào mà chưa xem hai cái app của video trước thì có thể xem ha, lên mình để dưới phần mô tả đấy. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video nhớ like và chia sẻ video giúp mình cũng như đăng ký kênh.